Hi, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube channel của ETF. Như ở lần trước, bên mình cũng đã từng làm về Polo Luxury rồi. Nhưng mà mình đọc comment thấy các bạn bảo là ETF ơi, anh có thể kiếm giúp em một mẫu Polo Luxury nào đó, nhưng mà giá thành của nó chỉ bằng một nửa không ạ? Thì đó là lý do tại sao hôm nay mình làm video này đây. Và sau đây các bạn hãy cùng theo chân mình để đón xem mẫu Polo đó là mẫu nào nhé. Let's go. Bên cạnh mình đây là những mẫu Polo Luxury về giá chỉ bằng một nửa như cái ông muốn đây. Nói đến sự tinh tế, huyền bí, quyến rũ đậm chất Á Đông thì không thể nào mà không kể đến sản phẩm Polo Kenzo, được sản xuất vào năm 1970 bởi nhà thiết kế người Nhật Kenzo Takada. Và thương hiệu này cũng được tin dùng bởi các celeb lớn như là Beyoncé, Selena Gomez và Rihanna và vân vân. Bên cạnh mình đây đang có những màu sắc sặc sỡ phù hợp với những tính cách riêng của bạn, từ trầm tính, lịch lãm và năng động. Hoặc là các bạn có những tính cách trên thì các bạn có thể sở hữu hết nguyên một dàn này cũng được. Mời đẹp, mời đẹp. Như các bạn có thể thấy, trên tay mình đây đang với màu áo màu trắng tinh tế với logo con hổ thêu ở phần ngực trái, và rất là đơn giản phải không nào? Bởi vì nhà thiết kế Kenzo Takada để quy chụng về lại là chiếc áo này phải là đơn giản nhất để có thể thoải mái. Với chất vải bo viền thoáng mát, tay áo này thì bo tròn vừa vặn fit với lại cơ thể. Độ co giãn cao, còn độ bền thì phải gọi là ối dồi luôn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Nói với áo polo, chắc thể các bạn nghĩ là chỉ có thể mặc ở trong những dịp quan trọng hay là như thế nào đó. Nhưng mà không, nhưng mà với áo Kenzo thì bên mình có thể mặc với lại những dịp đi chơi, đi quẩy, hoặc là có thể đi đánh golf, đều được cả. Thì hiện tại bên shop mình đang có rất nhiều màu sắc. Màu trắng nè, màu xám nè, màu xanh ngọc nè, màu chè xanh, hoặc có thể lấy màu hồng nam tính, và đặc biệt là màu đen. Màu xanh ngọc và màu đen như mình đang mặc, các bạn có thể thấy cứ về hàng là cháy hàng liên tục. Nếu mà các bạn có lựa chọn yêu những em áo polo này thì nhanh chân chạy về bên shop mình để được tụi mình tư vấn cho mình một em nhé. Ngoài ra các bạn có muốn làm thêm những video thế nào thì các bạn hãy comment phía dưới nhé. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.